Đan ơi. Dạ. Dạ con đây. Con dọn đồ chưa? Con đang dọn đồ. Con dọn đồ à? Vâng. Ăn gì chưa? Con chưa ăn gì. Chưa ăn gì à? Đây bác mua bánh với lại sữa cho con đây. Con ngồi ăn đi nhé, một lúc nữa bác vụ dọn đồ xong là đi chuyển đi chỗ ở chỗ mới nhé. Vâng. Hôm qua mưa to không? Vâng. Mưa to à? Thế con có ngủ được không? Con mời bác ăn cá. Ừ, con ăn đi. Vâng. Hôm qua mưa có dột nhà không? Vâng, có dột vào chăn của con rồi. Ướt vào chăn con à? Vâng. Ăn đi. Bác cũng ăn một cái. Sữa ngon là mất ơi. Ừ, ngon rồi, ăn đi, ăn uống nhiều vào nhá. Ừ. Trời lại mưa rồi đấy. Ăn một lúc xong rồi bác đưa con đi chuyển đi ở chỗ mới nhé. Vâng. Bác một lọ này. Vâng. Ăn nhiều rồi nhé. Vâng. Ăn no vào. Một tí là bác đưa đi ở chỗ. Vâng. Đấy. Không ở đây là rột nhà con không ở được rồi. Vâng. Ăn nhé, ăn nhiều nhé. Vâng. Ăn hết gì? Ô, không à. Ăn một tí đi. Bác vào vụ dọn đồ nhé. Xem con còn có gì thì con cũng dọn nhé. Tôi xem còn đồ gì không, cái kia tôi để bác để chờ sau nhé.
móc cái này vào đi. Đây. Này, xỏ tay vào. Bùi được không? Được rồi. Được. Con cầm cái đấy nhé. Để đi vào nhé. Đây nhá. Bỏ cái này xuống. Đây. Ba lại đi lấy đồ đấy nhá. Con ở đây nhá. Bác về lấy nước với chìa khóa nhé. Bác về một tiếng nữa. Con cứ ngồi ở đây nhé. Ừ, con đây trông đồ một tí nhé.
chưa đấy. Đấy, để đi bàn đi cũng được. Xong là mình ở đây. Một tí với bác dọn nhà nhé. Dọn nhà sạch sẽ xong ở đây nhé. Uống nước đi. Xong là một tí nữa với bác dọn nhà nhé. Dọn sạch sẽ xong là con ở đây nhé. Ngắm nhỉ. Thấy nóng không? Không. Nóng mát tí đi. Nóng không? Nóng lắm. Ăn mát cho bác hổ đi ra ngoài hổ phát ở ngoài cho nó phát quang ở ngoài nhé. Cho nó không rậm rạp nữa. Xa một tí xong là con hắn về nhé.
ơi. Quét nhà. Mì mà quá. Bác mệt không? Mình thích, mình lắm. Dạp quá. Nhà lâu không có người ở này. Bác uống nước đi. Ừ, bác xin nhé. Khát nước thật. Nóng lắm. Mấy người tưởng như đấy. Mình dọn nhanh thì không tối như đấy. Bác con dọn một lúc thôi. Cho nó sạch sẽ cho con ở nhé. Hết rác sạch thì mới ở được đấy.
ngủ gió nhé. Xong hết rồi đấy. Vâng. Cái được rồi đấy. Vâng. Này bác về nhá. Vâng. Con ở đây cẩn thận nhá. Vâng. Tí tối ngủ thì khóa cửa vào nhá. Vâng. Mai bác lại đến.